She walked like no other, so sexy and free. Something in the water's got a hold on me. She's destiny's daughter, I'm gasping for air. You won't believe me, you just had to be there. Khi mà vừa bước xuống sân bay thành phố Đà Nẵng thì giờ được ekip đón nồng hậu như thế, thì bây giờ cảm xúc của chị như thế nào về văn hóa, con người và đặc biệt là khí hậu tại thành phố Đà Nẵng trong buổi sáng ngày hôm nay? Dạ, khí hậu buổi sáng ngày hôm nay thì trời thật là trong lành, mát mẻ. Và con người ở đây rất là nồng nhiệt, rất là hiếu khách. Từ sân bay em bước xuống đây là thấy rất là thân thiện và rất là nhiệt tình trong mọi hoạt động. Và cảm thấy rất là vui và cảm thấy hân hoan. Học quy mô của khi rất là hoành tráng. Rất là em rất là muốn là hồi hộp, sáng ngày rất là hồi hộp khi mà đăng sân đến mong muốn hồi hộp đợi. Like sweet tea.